Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Ngày hôm nay đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ, ngày 13 tây tháng 4. Ở Việt Nam đó hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, ngày 14 tháng 4. Và hôm nay chúng ta thấy thị trường cũng đã tiếp tục đỡ hơn một chút. Bây giờ giá của BTC đó thì đã lên hơn 41.000 đô. Và có một điều thì có thể nhiều bạn thấy là hôm nay thường lại sử dụng lại cái máy microphone cũ. Tại vì đó gần đây có một số bạn comment ở dưới các video nói là cái âm thanh nó hơi bị nhiễu loàn một chút và hơi bị ồn. Khi mà thuận nghe lại đó thì thuận không thấy là âm thanh bị ồn nhưng mà hôm nay thuận dùng cái tai nghe để mà nghe đó thì thực sự khi mà các bạn cắm tai nghe vào đó thì âm thanh nó bị ồn mà nó có cái tín hiệu bị nhiễu loạn thì thuận đã thử rất nhiều điều ngày hôm nay nhưng mà cuối cùng thì cũng đã nhận ra được là gần đây đó nhiều bạn cũng đã nhớ là thuận đổi sử dụng từ Mac qua bên PC và Thuận đã nhận ra được là cái máy PC hiện tại đó không biết tại sao khi mà Thuận cắm cái mixer bên uh, tay trái của Thuận đó vào trong cái PC thì nó lại có một cái sự nhiễu loạn thường vẫn chưa có chỉnh lại được cho nên trong thời gian này đó các bạn sẽ tiếp tục thấy Thuận trở lại để mà sử dụng một cái microphone mà nhiều bạn đã quen thuộc từ lâu rồi đó chính là cái Blue Yeti nhưng mà nào mà theo dõi kênh này đó, nhiều năm thì cũng không có gì là lạ nữa cái máy microphone này đó Thuận đã có đã nhiều năm trước khi mà Thuận còn làm việc với lại KPMG ở New York cho đến bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại và hiện bây giờ đã nghe lại âm thanh này Thuận vẫn cảm thấy là cho dù nhiều năm đã trôi qua nhưng mà cái USB gia đình vẫn là một trong những cái microphone cho các bạn có một cái âm thanh rất là tốt nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói về tình hình thị trường đi thì chúng ta đã thấy được là ngày hôm nay trên thị trường xanh lại một chút chúng ta cũng không thấy có nhiều màu xanh đậm lắm đâu nhưng mà hôm nay cũng có một cái sự hồi phục nhẹ tiếp tục và chúng ta có thể thấy những đồng lớn đó thì đương nhiên đi cùng xu hướng với lại BTC cũng không có gì gọi là đặc biệt khi mà chúng ta thấy là Bitcoin lên 3,4% những đồng khác thì lên phần trăm cũng tương tự như các bạn thấy được là Ethereum thì 2,5%, uh, BNB thì tăng 1,1%, XRP tăng 3%, Solana tăng 3% vân vân. Đặc biệt là Avalanche thì tăng nhiều nhất trong cái top 10 này tăng 6,1%. Và nhìn chung đó, thị trường tài chính ngày hôm nay thì như thế nào? Khi mà thông refresh lại đó, các bạn sẽ thấy được là những cái chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay đó cũng rất là xanh. Các bạn đã thấy được là chỉ số Dow Jones uh, đã có cái sự tăng 1,01%, tăng 344 điểm ngày hôm nay. Chỉ số S&P 500 đó thì uh, tăng 1,12% và Nasdaq hôm nay tăng 2,03%. Nhưng đây chúng ta đã thấy được là cái sự tương quan uh, giữa thị trường crypto, và chỉ số Nasdaq nó rất là dương luôn nghĩa là chúng ta thấy là cái sự tương quan đang ở cái mức cao trong thời gian thường nhớ là khoảng chừng 6 tháng vừa qua cho nên không biết là lạ khi chúng ta thấy là chỉ số Nasdaq nó là một cái chỉ số mà có nhiều công ty công nghệ nằm ở trong đó mà có sự tăng trưởng mạnh hôm nay thì chúng ta sẽ thấy cái sự màu xanh trở lại đối với thị trường crypto và điều đó đã xảy ra và điều này có nghĩa là gì? Nhiều người bây giờ vẫn cho là rất là nhiều những cái nhà đầu tư đó họ vẫn chưa hoàn toàn hiểu cái sự khác biệt trong thị trường crypto này đâu. Họ xem crypto như là một cái chứng khoán công nghệ vì lý do đó đó mới có sự tương quan gần đây giữa chỉ số Nasdaq và chỉ số của những cái đồng trong thị trường crypto này. Nhưng mà chúng ta thì được ít ra hôm nay đó cũng đã có thêm một chút xíu màu xanh trở lại. Đương nhiên khi các bạn nhìn vào cái cột 7 ngày qua thì chúng ta vẫn thấy màu đỏ giống như là một tuần qua thì BTC vẫn xuống 4,1%, Ethereum xuống 1,4%. Nhưng mà cũng như là Thùng để chia sẻ với các bạn đó hồi thứ hai khi mà thị trường rất là đỏ, thường nói với các bạn là không bị gọi là quá lạ. Khi mà chúng ta thấy đó là trên thị trường có nhiều lệnh đòn bẩy mà chưa có bị thanh lý và những lệnh đòn bẩy này đó là cả hai bên lon và sốt và cái sự phân chia giữa lon sốt đó gần như là bằng nhau thì không nhiều là lạ khi mà chúng ta thấy được là Trước khi có một thông tin lớn nào được chia sẻ như là cái chỉ số lạm phát CPI thì lại có cái sự đi xuống. Rồi sau đó, đó khi mà có thông tin chính thức thì giá có thể đẩy ngược trở lên để cho thanh lý cả hai bên. Điều này cũng không gọi là, là gọi là lạ hết mặc dù là đã xảy ra nhiều lần rồi nhưng mà nhiều bạn đó thì những lúc mà hoảng sợ thì vẫn nghĩ là sẽ xuống thêm. Hay là những lúc mà hưng phấn đó thì vẫn nghĩ là sẽ lên liên tục mà không có cái sự điều chỉnh nào. Thị trường lúc nào cũng có lên có xuống, quan trọng là thời gian dài hạn xu hướng như thế nào. Và nói tới dài hạn đó thì các bạn thấy được là chúng ta đã có một cái danh mục đầu tư thử nghiệm mà thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng 2 tuần qua. Chỉ có hai tuần thôi cho nên những gì như các bạn thấy thì cũng chưa có phải là kết quả đâu. Chúng ta phải chờ ít nhất là 2 năm thì mới biết được là trung bình giá đó là lợi hại như thế nào nhưng mà trong vòng hai tuần qua thì có lên có xuống các bạn đã thấy được là chúng ta trung bình giá hai tuần thì ngay cả hai tuần vừa qua chúng ta thấy được là thời điểm hiện tại đó chỉ xuống có 2,03% mà thôi so với lại các bạn thấy là trong vòng một tuần qua thì những đồng lớn đã có thể xuống cái mức như là mới đây chúng ta thấy là 4% 7% đây cũng là cái hiệu ứng của trung bình giá ngắn hạn nhưng mà dài hạn chúng ta mới thật sự thấy cái sự lợi hại như thế nào thường sẽ tiếp tục chung mình giá với các bạn hàng tuần và trong cái danh mục thử nghiệm này để các bạn có thể thấy được một số bạn nói là mỗi tuần thường nói là thường sử dụng 1.000 đô để mà trung bình giá trên một này đó thì thực sự là không có hợp lý lắm. Tại vì nhiều người Việt Nam đó thì hàng tháng đâu có thể nào mà chích ra mỗi tuần 1.000 đô để mà trung bình giá đâu. Thực ra thường đã chia sẻ với các bạn đó là đây chỉ là một cái ví dụ mà thôi các bạn có thể thực hiện với bất cứ cái số tiền nào mà các bạn có. Thường đưa cho 1.000 để cho nó dễ để chúng ta có thể là trung bình giá một cách nhanh chóng. Đương nhiên ở ngoài đời thật đó thì các bạn chung mình giá có thể có số lượng thấp hơn và các bạn có thể là phải trừ ra một số phí khi mà các bạn mua bán nhưng mà cái mà tôi muốn chia sẻ đây đó là cái cách hoạt động của chung mình giá để các bạn có một cái ví dụ chúng ta bây giờ đó hãy nhìn vào những cái thông tin lớn ngày hôm nay xem coi là hôm nay có những thông tin nào lớn thì các bạn thấy được là câu chuyện nó cũng như vậy chúng ta tiếp tục nghe và tiếp tục nghe thêm nhiều thông tin đến từ lạm phát, lạm phát rồi lại lạm phát tiếp. Các bạn thấy được là hôm nay lại có cái tài liệu đây là cái dữ liệu uh, liên quan đến cái giá mà những cái người mà bán sĩ đó mà họ mua những mặt hàng, nghĩa là những người mua bán sĩ đó họ mua mặt hàng vào, cho dù mặt hàng đó là hàng hóa hay là thực phẩm đó thì cái giá bán sĩ đã tăng lên trung bình là 11,2% so với là một năm trước Có nghĩa là ngay cả những người mà mua bán sĩ đó họ cũng đã phải mua những cái mặt hàng đó với cái giá cao hơn Thì đương nhiên điều này nghĩa là gì? Này có nghĩa là khi mà họ bán ra cho người dân đó bán lẻ thì mặt hàng đó cũng sẽ tăng giá lên và còn có thể tăng hơn 11,2% nữa trên thực tế đó các bạn đã thấy được là nhìn vào nhiều cách tính khác nhau phần trăm lạm phát bây giờ rất là cao và thường thì nghĩ là có thể lên tới là 13, 15% hiện tại chúng ta có thể tiếp tục thấy được là cái sự ảnh hưởng đó lạm phát đến người dân đó là bây giờ trung bình dựa theo cái bài thống kê này được chia sẻ bởi CNBC đó là người dân Hoa Kỳ đó mỗi một hộ gia đình thì trung bình mỗi tháng là chi tiêu bây giờ là hơn 327 đô tại vì lạm phát. Và chúng ta được là 327 đô thì như bạn nói là cũng đâu có nhiều đâu. Một tháng chỉ chi tiêu thêm 327 đô mà thôi. Đó là tại vì các bạn tính cái số lượng tiền lương họ làm. Các bạn thấy được là một gia đình ở Hoa Kỳ có thể là làm một tháng nhiều ngàn đô. Có thể là một tháng một hộ gia đình đó làm lên tới là 6 ngàn đô, 10 ngàn đô một tháng. Thì cũng có thể nhưng mà chúng ta thấy đó là cái sự chi tiêu cũng rất là cao trong cái số lượng tiền mà họ kiếm được cho phải trả tiền nhà tại vì phần lớn nhà là các bạn đang mượn ngân hàng mà trả tiền nhà trả tiền xe trả tiền bảo hiểm vân vân thì cái số tiền dư ra được đó nếu như mà một người mà có cái tính tiết kiệm nên thì một gia đình bình thường có thể là dư ra một tháng khoảng chừng là một ngàn đô sau khi mà trừ hết tất cả chi tiêu mà nếu như mà đó là sự thật đó mà các bạn thấy được là một gia đình một tháng dư ra một ngàn đô mà họ phải chi tiêu thêm 327 đô cho tiền ăn uống hay là tiền đổ xăng tại vì bây giờ tất cả mặt hàng đều tăng giá đó thì các bạn sẽ thấy được là coi như là họ đã mất đi 1 phần 3 cái số tiền tiết kiệm rồi khi mà các bạn nghĩ cái phần đó các bạn sẽ thấy được cái sự ảnh hưởng như thế nào và không riêng là Hoa Kỳ đâu chúng ta thấy được là UK đó có nghĩa là ở nước Anh thì chúng ta thấy được cũng đưa ra cái tài liệu tương tự là bây giờ đó lạm phát đã ở cái mức cao nhất 30 năm qua có nghĩa là chúng ta thấy đã lên tới là 7% trong vòng một năm rồi, vẫn thấp hơn Hoa Kỳ một chút. Nhưng mà các bạn thấy được là đây là cái phần trăm lạm phát cao nhất 30 năm qua nước Anh và không chỉ nước Anh đâu, nước nào cũng như vậy. Những nước lớn đó thì các bạn thấy được là khi mà so sánh tiền của nước đó với đồng đô la thì các bạn vẫn thấy đồng đô la tăng lên tại vì tiền của những nước khác đó thì mất giá nhiều hơn là đô la. Điều này thường đã chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm qua kỹ hơn rồi và đây lại là thêm một cái sự so sánh cái số tiền các bạn để cho ngân hàng so với đầu tư vào bitcoin đây là cái tài liệu được chia sẻ bởi tạp chí bitcoin bitcoin magazine thì các bạn đã thấy được là chúng ta trở lại năm 2013 đi nếu như mà các bạn bỏ 1.000 đô vào trong ngân hàng đó thì đương nhiên thời điểm bây giờ các bạn vẫn còn một ngàn đô nhưng mà cái sức mạnh một ngàn đô đó các bạn có thể mua được gì thì cái sức mạnh đó đã giảm xuống hầu như là phân nửa rồi các bạn thấy được 1.000 đô Thật ra bây giờ các bạn chỉ có thể mua được 505 đô so với lại nhiều năm trước năm 2013 Cách đây khoảng chừng là 9 năm mà thôi Trong khi 1.000 đô đó các bạn mua Bitcoin đó Thì các bạn có thể có được cái số tiền là 40.200 đô Nhưng mà trừ ra lạm phát đó thì các bạn có thể thấy được là cái sức mua là 300 đô thì cái số lượng tăng rất là cao có thể nói được là đây là một cái ví dụ mà thôi chúng ta có thể sử dụng ví dụ này khi mà các bạn dùng 1 000 đô để mà mua uh, chứng khoán thì cũng như vậy bất động sản cũng như vậy các bạn thấy được là cái mà chúng ta cần đó chính là tài sản đương nhiên thì không có nói là các bạn go all in bất cứ tài sản nào các bạn lúc nào cũng cần phải có một số tiền mặt để mà xoay sở nhưng mà ý tôi nói đây đó là dài hạn thì cái mà có thể hỗ trợ các bạn chống lại lạm phát đó chính là tài sản nhưng mà không biết vì lý do gì đó mỗi lần mà chúng ta nghe nói tới cái sự lo sợ liên quan tới lạm phát thị trường lại là toàn một màu đỏ trong khi mà lạm phát thì đương nhiên tiền mất giá thì tại sao lại bán tài sản của mình thì mà lưu trữ tiền mặt đó là cái điều vô lý mà thường thường hay thấy trong thị trường này nhưng mà dài hạn đó thì chúng ta sẽ thấy được là những nhà đầu tư họ sẽ nhận được điều này và bây giờ tình hình pre market À, thì chúng ta thì được là chỉ số Dow Future hợp đồng tương lai đó của Dow S&P và Nasdaq đều có cái sự tăng nhẹ ở thời điểm hiện tại nhưng mà có thể là nhiều nhà đầu tư đó họ không hẳn là lo lắng về phần trăm lạm phát riêng đâu mà họ lo lắng là phần trăm lạm phát sẽ dẫn đến những gì và điều mà họ lo lắng có thể là liên quan đến cái khủng hoảng tài chính có thể xảy ra và bây giờ đã nhiều ngân hàng lớn nhiều những người mà phân tích đó, thì họ nói là cung quản tài chính có thể đến trong vòng 6 tháng hay là bắt đầu từ năm sau cho nên nhiều nhà đầu tư bây giờ cũng có cái sự lo ngại đó tại vì họ nghĩ là lạm phát tăng cao sẽ khiến cho là lãi suất cũng phải tăng cao dẫn đến là cung quản tài chính nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Immortal Dow Finance có đồng tiền dự trị phi tập trung đầu tiên trên xa và đây thông điệp đến từ Immortal Dow Finance tại dashboard của Immortal Down Finance chúng ta có thể thấy có các tính năng như là staking, buy token của IMMO của nền tảng này, rồi governance, tài liệu của dự án. Các bạn có thể xem tại đây để hiểu rõ hơn về Immortal Down Finance. Bạn có thể xem tiến trình của team dự án trong roadmap chi tiết này, những hạng mục đó họ đã triển khai và hoàn thành như là listing ở trên CoinGecko, DeFi Llama, CoinMarketCap, cũng như là các tính năng chưa hoàn thành như là Lend, Borrow, Additional Bond Offering hay là Integration với lại Entropy File đã được chuyển sang cái quý 2 này. Cùng với các tính năng khác mà họ có kế hoạch là sẽ triển khai trong quý 2. Vào ngày 16 tháng 3 vừa rồi đó thì Motodown Finance đã chính thức tham gia sáng kiến DeFi for the People của Sello Foundation. Điều này có nghĩa rằng là Motodown Finance đã chính thức hoàn thành thủ tục KYC với lại Sello Foundation. Sáng kiến DeFi for the People là một kế hoạch do Seller Foundation cung cấp để hỗ trợ các giao thức trên Seller trong việc truyền thông tới cho người dùng các thông điệp tuân theo khẩu hiệu thịnh vượng cho tất cả mọi người. Để tham gia vào giao thức Immortal DAO, đó, người dùng chỉ phải thiết lập Seller Mainnet ở trên Metamask. Để thiết lập Seller Mainnet thì hãy truy cập vào Changelist, kết nối ví và thêm Seller Mainnet vào ví, chuyển một số Seller từ các sàn tập trung như là CX có hỗ trợ chẳng hạn như là Binance, KuCoin cool vân vân và swap chúng sang MCUSD ở trên UbiSwap hoặc là trên website của Motodao đó bạn có thể click vào buy IMMO nó sẽ chuyển hướng bạn đến UbiSwap cho phép họ hoán đổi từ MCUSD sang IMMO và tất nhiên đó bạn phải kết nối cái ví UbiSwap với lại cái ví MetaMask của mình ngoài ra bạn cũng có thể tham gia staking với APY hiện tại cũng khá là cao TVL đó cũng đang hơn 1 triệu đô. Như đề cập đến trong thông tin phần roadmap đó, thì sự hợp tác mới nhất đến từ EntropyFi sẽ sớm diễn ra. Các bạn hãy cùng theo dõi thêm. Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào đó, các bạn có thể vui lòng tham gia Discord của Immortal DAO. và như thường lệ, tất cả những thông tin liên quan thì sẽ để bên dưới cái video này để các bạn có thể tham khảo thêm. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, Immortal. DAO. Hôm nay đó thì ngân hàng JP Morgan Chase họ nói là vì cái chiến tranh giữa Nga và giữa Ukraine đó vì nước Nga bị cấm bằng kinh tế đó ngân hàng JP Morgan Chase đã lỗ tới 524 triệu đô la tại vì đó họ có rất là nhiều những cái công ty những cái chương mục làm ăn với lại những cái quốc gia những nơi mà bây giờ là đang bị cấm vận khiến cho họ bị lỗ tới 524 triệu Tuy nhiên đó đó không phải là ngân hàng JP Morgan khai báo lỗ các bạn thấy được là cái À, tài liệu được chia sẻ đó thì chứng khoán của JP Morgan Chase à, nói là họ đã có được cái lợi nhuận là 2 đồng 76 sen cho một cổ phần so với được ước tính là 2 đồng 69 có nghĩa là họ vẫn có lời và lời hơn là người ta ước tính nữa và chúng ta thấy được là tổng cái thu nhập đó là 31,59 tỷ so với ước tính chỉ có 30,86 tỷ coi như là JP Morgan Chase thu nhập của họ cũng rất là tốt à, nhưng mà cái ý nói đây đó là có thể là còn tốt hơn nếu như mà không có cái sự cấm vận kinh tế và JP Morgan Chase vẫn là một trong những ngân hàng cùng với lại tôi nhớ là BlackRock đó thì vẫn cho là cái tình hình bây giờ đó khả năng chúng ta vẫn có thể thấy được một cái sự khủng hoảng tài chính nếu như cứ tiếp tục như vậy hoài và dẫn đến là Fed cứ tiếp tục tăng lãi suất hoài và lạm phát không quản lý được thì có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính thì có rất nhiều bạn đó thì có thể là tuổi có thể nhỏ hơn cho nên vẫn chưa có chứng kiến những đợt khủng hoảng tài chính như là năm 2000 hay là 2008 đó là cái đợt khủng hoảng tài chính lớn cuối cùng nhiều người cho là năm 2020 mới đây đó khi mà dịch bệnh bùng nổ thì đó cũng là một cái khủng hoảng tài chính nhưng mà cái đợt đó rất là lẹ trong vòng chỉ có 3 tháng thôi là mọi thứ trong cây thị trường tài chính đó, hầu như đã tăng ngược trở lại rồi thị trường lúc đó, đó đã sôi động hơn sau khi mà có cái thông tin liên quan tới dịch các bạn cũng đã nhớ rồi nhưng mà năm 2000 thường còn rất là nhỏ lúc đó thường vẫn còn đang học lớp 10 cho nên cũng không có nhớ rõ và cũng không có nhiều kinh nghiệm nhưng mà năm 2008 thì nhớ rất là rõ tại vì như bạn cũng đã biết là thường bắt đầu làm việc cho thị trường tài chính là bắt đầu ở Santa Barbara là thời điểm là năm 2007 thuận vào thị trường này đó là ở thời điểm là tháng 7 của thời điểm đó và tới cuối năm 2007 thì chúng ta đã bắt đầu thấy khủng hoảng tài chính xảy ra rồi thì rất nhiều điều lúc đó đó Bây giờ đã không có dấu hiệu như vậy, để thường chia sẻ với các bạn. Nhiều bạn hỏi là trước khi mà có khung quản tài chính thì có những dấu hiệu gì? thường có thể chia sẻ với các bạn là năm 2007 đó, lúc mà trước khi mà có khung quản tài chính vài tháng đó thì hầu như không có ai nói tới khung quản tài chính hết không có một người nào ở trên những cái đài truyền hình ở trên những cái tờ báo lớn nói về khủng hoảng tài chính và chúng ta được là những người mà nghĩ sẽ có khủng hoảng xảy ra đó cực kỳ thấp luôn chỉ có vài người mà thôi trong khi mà hàng loạt những nhà phân tích đều nói là sẽ không có khủng hoảng tài chính cuối cùng điều đó đã xảy ra bây giờ thì khác bây giờ ngày nào chúng ta cũng nghe nói tới là ngân hàng này nghĩ là sẽ có khủng hoảng tài chính ngân hàng kia sẽ có khủng hoảng tài chính các bạn nên biết đó là có một câu nói là những nhà phân tích kinh tế học họ đã đoán đúng 10 cái khủng hoảng tài chính trong năm cái khủng quản tài chính vừa qua Các bạn có hiểu ý thường nói hay là không Có nghĩa là nếu như mà ai cũng nói có khủng quản tài chính Thì khả năng là có thể là sẽ không có một cái khủng hoảng tài chính Như là Mike Tyson thường hay nói Cái cú đấm nó cao là cái cú đấm mà các bạn không thấy Chứ nếu như mà ai cũng thấy thì không có bị nó cao đâu đó là quan điểm của nhân của thùng mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Nhưng mà đó cái sự liên quan giữa tài chính và chính trị thì rất là lớn các bạn đã thấy được là đối với cái tình hình là lạm phát tăng cao người dân bây giờ họ đang than là tất cả mặt hàng đều tăng lên hết cái sự khảo sát gần đây nhất đó cái sự khảo sát nổi tiếng của CNBC là All America Economic Survey thì đã cho thấy được là cái điểm chấp thuận cho tổng thống Joe Biden đang xuống tới cái mức thấp kỷ lục luôn nghĩa là chỉ có 38% mà thôi có nghĩa là bây giờ đó tổng thống Joe Biden dựa theo cái Bài khảo sát này là không phải là một người tổng thống mà được nhiều người dân ủng hộ và điều này đó đương nhiên là sẽ có cái sự bất ổn về cái tình hình tháng 11 này khi mà bầu cử duy nhiệm kỳ, khi mà người dân đó họ không có vui vì cái số tiền họ có đó không như là năm trước hay năm trước đó nữa thì sẽ có cái sự thay đổi về chính trị, đó là cái điều mình muốn chia sẻ ở đây và đương nhiên tới cái thời điểm mà tháng 10, tháng 11 thì sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin với các bạn Nhưng mà đó cũng sẽ là những thời điểm đối với Thuận sẽ có sự dao động rất lớn trong thị trường Cũng giống như là bầu cử tổng thống vậy Thuận còn nghĩ là bầu cử diêm kỳ còn quan trọng hơn nữa vì tình hình hiện tại Nhưng mà đối với những điều này đó thì các bạn thấy được là một trong những cái người mà rất nổi tiếng trước đây đó chính là Arthur Hayes có thể nhiều bạn tham gia trong thời gian 2 năm qua thì thật sự cũng không có rành về Arthur Hayes. Arthur Hayes là người đồng sáng lập ra sàn Bitmax thì có thể là nhiều bạn nói là cũng đã từng nghe nói tới sàn bitmax rồi sàn này bây giờ cũng đâu có nổi tiếng đâu nhưng mà sàn bitmax là một trong những sàn mà dẫn đầu trong cái phong trào những cái sản phẩm phái sinh từ những ngày đầu tiên luôn các bạn thấy được là nhiều năm trước 4 năm năm trước đó thì không có những cái sàn như là Binance hay là Bybit, FTX như là bây giờ đâu. Mọi người đó muốn sử dụng những đòn bẩy đó thì chỉ có thể sử dụng sàn lớn nhất là Bitmax mà thôi. Cho nên lúc đó nó sàn Bitmax rất là nổi tiếng và sau này thì có những sàn như là Binance, Bybit thì sàn Bitmax bị chìm xuống một chút. Nhưng mà hay là mọi người mà cũng thường hay đưa ra những cái à, câu nói về trận nón giá thì có đúng có sai cho nên tôi cũng không có à, quan tâm nhiều. Nhưng mà thường muốn chia sẻ với các bạn một điều đây đó là Arthur Hayes hôm nay lại chia sẻ và đây là tài liệu được chia sẻ bởi New York Post. Thì trong cái bài này đó, Arthur Hayes nói là về cái tình hình hiện bây giờ đó, nếu như mà mọi người lo lắng về lạm phát của quan tài chính dẫn đến là các chỉ số chứng khoán, đi xuống nó nhất là những chỉ số chứng khoán liên quan đến công nghệ có nhiều chỉ số Nasdaq đi xuống đó, thì có thể là kéo theo cả thị trường crypto xuống và vì lý do đó đó mặc dù là Autohay vẫn đang mua Bitcoin hiện tại nhưng mà Autohay nghĩ là chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị tâm lý là giá BTC có thể xuống tới cái mức là 30.000 đô và Ethereum đó có thể xuống tới cái mức là chỉ còn có 2.500 đô mà thôi thì các bạn thấy được là con số này đó thực sự có thể là À, không có nghe giống như là thường cảm thấy thấp lắm nhưng mình các bạn thấy được là cái mức 30.000 đô mức đó chúng ta đã thấy thời điểm là tháng 6 năm ngoái và đầu năm ngoái rồi các bạn đã thấy được là 30.000 đô thì thực sự là cũng không có phải là một con số mà làm cho nhiều người lưu trữ lâu dài lo lắng đâu và Ethereum 2.000 đô cũng không phải là một con số mà làm cho người người lo lắng lắm đâu thì các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới thường thì nghĩ là nếu như mà đây là cái chuẩn đoán tệ nhất của Hayes là giá BTC có thể xuống tới 30.000 và Ethereum có thể xuống tới 2.500 đô đó thì con số này đó thường có thể thấy được là cũng không phải là tệ lắm đâu cũng không có gì gọi là đáng sợ hết nếu như đó là sự thật nhưng mà bây giờ đó thì tình hình nó khác một chút thường rất là ghét cái câu nói là lần này sẽ khác thì thường hay chia sẻ với các bạn là hai cái câu nói trong thị trường này mà đắt giá nhất đó. Thứ nhất là lần này sẽ khác và thứ nhì là sẽ không bao giờ. Cho nên thuận rất là ghét hai câu nói đó nhưng mà thuận cũng muốn chia sẻ với các bạn đó là cái sự khác biệt, thuận không nói là lần này sẽ khác. Thường không có nói là sẽ không có mùa đông crypto nữa hay là sẽ không nói là giá cả bây giờ sẽ không xuống nữa thường chỉ có thể chia sẻ cái sự khác biệt giữa thời điểm này và cái thời điểm của năm 2018 lúc mà mùa đông kéo tới thị trường ảm đạm rất nhiều bạn hỏi thuận là thời điểm đó, đó nó như thế nào có giống như bây giờ hay không thì hoàn toàn không có giống các bạn đã nhớ là năm 2018 đó thì đầu năm chúng ta thấy cái sự sôi động của những cái altcoin tăng rất là nhanh luôn, rất là mạnh à, trong thời gian là một hai tuần là nhân 2, nhân 3, thậm chí nhân 10 rồi sau đó cũng rất nhanh luôn trong thời gian chỉ có vài tuần thôi là chúng ta thấy đã cắt giảm đi phân nửa rồi giảm đi 75% rồi cả năm 2018 cứ đi xuống mà đi xuống từ từ chứ không phải như là như bây giờ các bạn hay được là giảm rồi lại tăng rồi giảm rồi lại tăng. Các bạn nên nhớ là ở cái mức giá hiện tại đó, giá cao của BDC thì xem coi bây giờ là 41.273, các bạn có biết là cái mức giá này vẫn cao hơn là hè năm ngoái tháng 6, vẫn cao hơn là đầu năm 2021 năm ngoái hay là không. Mức giá này vẫn còn cao hơn những cái thời điểm đó. Và trong cái tình hình là chúng ta thấy là từ năm ngoái tới bây giờ đã có nhiều đợt lên xuống rồi chứ không phải là một đợt đâu. Các bạn thấy được là giá BTC đó hồi tháng 4 của năm ngoái đó là lên tới mức là 63.000 rồi xuống còn 29.000. Lúc đó mọi người đã nói là mùa đông đã kéo tới chúng ta đã không thoát ra kịp và giá sẽ lớt thêm nữa xuống còn 20.000. Thậm chí nhiều người đó đăng những cái video hay là chia sẻ những cái bài là giá sẽ phân tích xuống còn có 18.000, 15.000. Nhưng mà các bạn thấy điều gì xảy ra từ 29.000 đô ra hồi tháng 6 mà chạy thẳng lên và lập đỉnh mới là 69.000 hồi tháng 11 mới đây cách đây chỉ có 5 tháng mà thôi rồi sau đó chúng ta được từ cái mức đó rồi giảm xuống rồi lại tăng lên tới cái mức hiện tại là 41.000 thì hoàn toàn không giống như năm 2018 khi mà giá cứ đi xuống rồi đi ngang rồi đi xuống rồi đi ngang chúng ta thấy được là kỳ này không phải cứ đi xuống rồi lại lên rồi xuống rồi lại lên có nghĩa là thuần vẫn nghĩ là chúng ta vẫn chưa có kết thúc cái đợt tăng trưởng này đâu và thật ra nếu nói là chỉ kỳ 4 năm đó, thì lần này thật sự nó đã khác một chút rồi chúng ta thấy được là bây giờ là tháng tư đó thì chúng ta đã trễ tới 4 tháng rồi có nghĩa là chúng ta đã bước qua năm thứ năm rồi cái chu kỳ 4 năm bây giờ đã bước qua năm thứ năm mà hầu như đã tới tháng tư của năm thứ năm rồi có nghĩa là khá là trễ và chúng ta cũng thấy là một số điều khác biệt là năm nay đó không giống như năm 2018 một chỗ là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều những công ty lớn bây giờ đang lưu trữ crypto trong cái ngân khố của họ chúng ta có những công ty lớn như là strategy Tesla, Square những công ty trên sàn chứng khoán như các bạn thấy trên màn hình thậm chí chúng ta bây giờ đó cũng thấy có những cái công ty mà không có trên sàn chứng khoán bây giờ thật ra có thể nhiều vô số kể chúng ta không biết được họ là ai nhưng mà một số những công ty mà họ đã lên tiếng như là chúng ta thấy được là Block One Tether Foundation và một số những công ty khác và ngay cả bây giờ chúng ta cũng thấy đó là có một số những quốc gia nhiều Salvador thì cũng lưu trữ Bitcoin và ngay cả những quỹ đầu tư đó thì nhiều vô số kể các bạn thấy trên màn hình đó, rất nhiều và rất nhiều những quỹ đầu tư bây giờ đang lưu trữ Bitcoin ở thời điểm hiện tại năm 2018 điều này không có xảy ra những quỹ đầu tư đó khi mà giá đi xuống một chút đó, thì hầu như họ đã im lặng và thoát khỏi thị trường này chứ không giống như là bây giờ hết quỹ này thì vị kia lên tiếng là mua thêm, mua thêm và mua thêm giống như là Michael Strategy, giống như là nước El Salvador và đương nhiên là Terra chúng ta sẽ nói thêm về Terra một lát nữa và khác một chỗ nữa là chúng ta thấy là cho dù là giá cả đó gần đây không có tốt nhưng mà chúng ta lại thấy hiện tượng gì cái số lượng bịch trên sàn đó một lần nữa các bạn đã thấy thời gian gần đây nhất á lại tiếp tục có cái xu hướng là đi xuống tiếp tục càng ngày đã càng ít bịch trên sàn hơn Điều này khác biệt so với lại năm 2018 Các bạn thấy trên màn hình đây là tài liệu của Classno Thì cũng tương tự nhưng mà tài liệu mới đây chúng ta nhìn là tài liệu Crypto khoa nhưng mà đây là tài liệu từ Classno Thì các bạn đã thấy được là từ năm 2017 tới năm 2018 cái đường mà màu cam này tăng trưởng tăng trưởng nghĩa là càng lúc càng có nhiều bịch con trên sàn hơn. Thậm chí từ 18 tới năm 19 mùa đông crypto cũng tiếp tục. là thấy có nhiều và có nhiều Bitcoin trên sàn hơn từ năm 19 đến 20 thì cũng như vậy nhưng mà có một điều đặc biệt xảy ra đó mà thuận bây giờ khi mà zoom ra ra thấy được là đây là điều rất đặc biệt mà hầu như trong lịch sử BTC chưa thấy xảy ra đó chính là cái hiện tượng là có nhiều Bitcoin rời khỏi sàn bắt đầu là từ tháng 5 năm 2020 mãi cho đến bây giờ cái thời điểm rời khỏi đó là hầu như gần như hai năm trời hai năm trời các bạn thấy cái đường màu cam này cứ đi xuống và đi xuống và đi xuống và đi xuống trong khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử của BTC đó thì có một đợt đó chính là năm 2016 là từ tháng 7 cho đến là tháng 12 của thời điểm đó đó thì cũng có hiện tượng là Bitcoin rời khỏi sàn nhưng mà sau đó đã đảo chiều rất là nhanh trong vòng 6 tháng thôi thì đã đảo chiều và có thêm Bitcoin trên sàn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại 2 năm trời cứ mất đi mà mất đi đây là điều rất là khác so với lại lịch sử của BTC đó là một điều khác nữa. Chúng ta không thấy dấu hiệu là nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn, không giống như là năm 2018 và chúng ta tiếp tục à, nhìn vào đây là tài liệu được chia sẻ bởi Will Clemente thì tài liệu này cho thấy được đó là mỗi một lần mà chúng ta thấy được là cái số lượng bitcoin trung bình trong vòng 7 ngày qua đó mà có cái dấu hiệu rời rời khỏi sàn rất là nhanh. Giống như chúng ta thấy những cái lúc mà cây thanh màu đỏ này chỉ xuống đó mà rất là sâu Thì các bạn thấy được là sau đó giá như thế nào Giá cả lại có cái sự tăng trưởng sau đó Một lần, hai lần, ba lần Và lần này là lần thứ tư có thể là như vậy các bạn thấy được là những lần trước đó nó thì đều dẫn đến là giá cả có sự tăng mạnh sau đó đương nhiên đây là cái hopium thuận muốn mang đến cho các bạn không ai có thể chắc chắn đâu thường chỉ có thể đem những cái dữ liệu ra để mà chia sẻ với các bạn mà thôi thêm vào đó nữa chúng ta lại thấy là sentiment thường muốn chia sẻ nhiều cái dữ liệu từ nhiều nguồn để các bạn thấy được là những nguồn này đó đều có cái dấu hiệu tương tự chứ không phải là riêng crypto khoan hay là riêng ClassNo hay là riêng về tài liệu này bởi we mà ngay cả các bạn thấy được là sentiment một công ty khác thì cũng thấy một cái điều khác biệt ở đây đó là chúng ta à, nhận ra được là cái thanh màu tím này đó mỗi lần mà cái thanh màu tím tăng lên đó, chính là cái dấu hiệu có nhiều động thái à, của cá voi có nghĩa là chúng ta thấy có rất nhiều giao dịch mà hơn 1 triệu đô la có cái sự tăng trưởng Các bạn thấy được là chúng ta nhìn đó là mỗi lần như vậy Mỗi lần mà chúng ta thấy là cái đường mà màu tím này đó chỉ vào Thì đây là cái lúc mà chúng ta thấy là có ít nhất là 4.000 giao dịch Mà hơn 1 triệu đô la mỗi giao dịch trong dòng chỉ có một ngày mà thôi Gần đây chúng ta vẫn thấy hiện tượng đó là tài liệu là cuối tháng 3 Thì điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là chúng ta thấy tuy là cái thị trường giá cả nó không có được tốt tuy là chúng ta thấy được là nhiều người bây giờ cũng đang có cái sự chán nản không có nhiều những cái người giao dịch riêng lẻ trong thị trường này nhưng mà cá voi rồi xuất hiện rất là nhiều thì các bạn nghĩ là cá voi từ đầu mà ra đương nhiên cá voi là từ gồm những bitcoin của những cá nhỏ để trở thành cá voi rồi chứ nếu không họ lấy bitcoin đâu thì đương nhiên cá voi xuất hiện là tại vì chúng ta bán bitcoin cho họ cho nên họ mới trở thành cá voi thêm vào đó nữa đó một sự khác biệt là các bạn thấy là không chỉ riêng là chúng ta thấy có những quỹ đầu tư mua và lưu trữ những công ty mua và lưu trữ bây giờ thậm chí chúng ta thấy à, ngay cả quốc gia cũng mua và lưu trữ như là El Salvador và chúng ta thì được thêm một điều mới lạ của năm nay nữa đó chính là chúng ta thấy là những cái dự án đó như là Terra Luna cũng mua và dự trữ BTC để mà hỗ trợ cho dự án của họ và không có gì khác hơn là hôm nay đó chúng ta lại thấy cái dấu hiệu là Terra Luna lại mua thêm 2.500 BTC nữa Và cái con số họ đang lưu trữ gần như đã muốn ngang hàng với lại Tesla hiện tại Và đây là cái ví của Terra Luna mà nhiều người theo dõi Các bạn thấy được bây giờ họ đã lưu trữ 42.406 BTC Thì để xem coi là Tesla lưu trữ bao nhiêu mà họ nói là ngang hàng Tesla đã dựa theo Bitcoin Treasuries Là Tesla bây giờ lưu trữ 43.200 Wow, coi như là Terra Luna lưu trữ gần như là muốn ngang hàng với lại Tesla rồi vẫn yếu một chút họ cần phải mua thêm khoảng chừng là 600 BTC nữa và điều này hoàn toàn có thể tại vì họ định mua lên tới 3 tỷ bây giờ họ chỉ mua hơn phần nữa mà thôi thì bây giờ họ lưu trữ 42.406 BTC có phải đây sẽ là một cái phong trào mà dẫn đến nhiều những dự án khác cũng sẽ lưu trữ BTC hay là không Chúng ta tiếp tục chờ đợi để mà xem để cũng là một điều khác biệt nữa Và tiếp tục nữa chúng ta thấy được là những công ty đó Thì bây giờ đó đang ra sức để mà mướn những người làm việc cho họ trong thị trường crypto này Và các bạn thấy được là một những công ty đó chính là công ty Apple Mặc dù là nhiều người cũng hơi thất vọng là trong cái hội nghị Bitcoin 2022 mới đây đó Mọi người đều đang chờ đợi cái thông tin đến từ Jack Moller là có thể là mạng lưới Apple hỗ trợ BTC, hỗ trợ mạng lưới Line Network hay gì đó nhưng mà không có. Các bạn thì được thông tin lớn lúc đó là Jack Ma lại nói là cái ty Strike của anh ta đó cùng với lại Shopify là hợp tác với nhau thanh toán thông qua mạng lưới Strike có nghĩa là mạng lưới Lightning Network của Bitcoin. Nhưng mà Apple đó hôm nay thì nhiều người chỉ được là đang đăng bản mướn người và họ đang mướn một cái người coi như là trưởng pháp lý có nghĩa là chuyên về luật đó cho Apple Pay và Wallet và người này là một người mà sẽ chuyên và có cái kinh nghiệm về những cái ví điện tử, tiền điện tử, blockchain vân vân. Thì nhiều người cho là có phải Apple đã chuẩn bị để mà ra mắt sản phẩm crypto của mình hay là không chuẩn bị ra một thông tin lớn gì đó hay là không? Tại vì tại sao bây giờ họ lại đăng cái bản là muốn mướn một luật sư liên quan đến thị trường crypto này cho Apple Pay và Wallet thì cũng không hẳn đâu. các bạn thấy được là Apple đó. Đã bắt đầu mướn người từ năm ngoái rồi, đây là tài liệu chúng ta đã thấy là tháng 5 của năm 2021 Thì cũng tương tự lúc đó họ cũng đã mướn một người để mà phát triển những cái đối tác quan hệ của họ trong thị trường crypto này Nhưng mà thời gian cũng đã trôi qua gần như một năm rồi, chúng ta vẫn chưa thấy có động thái nào Nhưng mà một điều thường muốn chỉ ra đây đó là năm ngoái họ mướn những người để mà phát triển sản phẩm của họ năm nay đó tài liệu này là tài liệu ngày 13 tây nghĩa là tài liệu của ngày hôm nay thì chúng ta thấy được là công ty Apple mướn một luật sư có thể là họ đã chuẩn bị về phương diện pháp lý để ra một cái sản phẩm gì đó liên quan đến crypto rồi có phải hay không chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi tại vì các bạn cũng đã biết là Facebook cũng đã hướng về Metaverse NFT bây giờ đang rất là mạnh có phải là chuẩn bị hay không các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Thêm vào đó nữa đó là chúng ta thấy cái sự phát triển rất là lớn của Cash App và Shivo. Shivo là cái ví của El Salvador đã sử dụng mạng lưới Lightning Network. Thì Cash App và Shivo đó là hai cái ứng dụng lớn bây giờ sử dụng mạng lưới tầng 2 Lightning Network. Năm 2018 chúng ta đã nghe nói tới Lightning Network rồi. Thật ra năm 2017 đã có rồi. Nhưng mà các bạn thấy được là cái sự ủng hộ cũng không có nhiều nhưng mà gần đây đó thì cái sự ủng hộ rất là cao, cái volume giao dịch đã tăng 400% rồi Và hôm nay đó thì ở trên đài CNBC thì họ cũng muốn thử xem coi là cái mạng lưới Lightning Network có phải thật sự là gửi nhanh, tốn ít tiền như là mọi người nói hay là không Cho nên họ cũng đã thử nghiệm Họ gửi Bitcoin đó là từ Miami, có nghĩa là từ tiểu bang Florida, Hoa Kỳ cho một người dân tị nạn Ukraine mà đang tị nạn ở Poland và họ gửi 100 đô thông qua mạng lưới Lightning Network và xem coi là bao nhiêu tới và tốn bao nhiêu thời gian thì khi mà họ gửi đó trong vòng chỉ có là 3 phút thôi thì người này đã có thể nhận được và rút tiền ra từ cái máy ATM rồi. Có nghĩa là họ chứng minh được là sử dụng mạng lưới Lightning Network đó thật sự là lợi hại nhanh gọn lẹ phí thấp như vậy đây cũng là một điều mà chúng ta không có năm 2018 thôi chia sẻ như này với các bạn đó không phải được nói là không còn mùa đông nữa hay là bịt con chưa đồng ngay thời điểm bây giờ thôi chỉ chia sẻ để các bạn thấy được cái sự khác biệt mà thôi tại vì nhiều bạn có thể là không có tham gia trong cái thời điểm năm 2018 cho nên không có rành lúc đó như thế nào lúc đó đó thì thị trường ảm đạm hơn bây giờ rất là nhiều chúng ta không có những quỹ đầu tư muốn nạp tiền vào chúng ta không có những cái dự án như là Nia mà kêu gọi được là mấy trăm triệu đâu Chúng ta cũng không có à, nhiều đài truyền hình nói về à, Bitcoin Crypto đâu Khác biệt hoàn toàn Và thời điểm đó các bạn hãy đợi ngược lại những cái dự án như là Steam đó, Lúc đó là rất nổi tiếng mà còn phải xa thải nhân viên Tại vì đó họ không có đủ lương à, để mà trả nhân viên của họ Chứ không phải là như bây giờ nhưng mà chúng ta chuyển qua nói về Ethereum đi Thì Ethereum nó cũng giống như là BTC Nhưng mà còn hơn BTC nữa Đó chính là cái sự mất đi trên sàn đó thì hầu như không có cái dấu hiệu chậm lại các bạn thấy được là ngay cả cái thời điểm mà Ethereum nó đi từ cái mức là 3.200 xuống còn khoảng chừng 2.500 đó thì vẫn tiếp tục thấy là Ethereum ngày lại càng mất đi trên sàn tốc độ hầu như không có giảm nhưng mà nói tới Ethereum đó chúng ta lại có một cái thông tin mà có thể là nhiều bạn cũng cảm thấy là không có bất ngờ đâu, nhưng mà nào mà xem uh, Thuần Capital cũng đã biết rồi. Các bạn thấy là cuối cùng thì cái đội phát triển của Ethereum cũng đã nói là cái lúc mà hợp nhất hai cái uh, mạng lưới Ethereum, mạng lưới Proof of Stake đó, nghĩa là mạng lưới cổ phần như là Proof of Work, mạng lưới đào đó. Cái sự hợp nhất đó sẽ không phải xảy ra tháng 6 đâu. Cách đây vài ngày thì ai cũng tưởng là trong vòng 3 tháng chúng ta sẽ có cái thông tin này. Họ nói là có thể là tới... Uh, cái quý 3, nhưng mà quý 3 họ không có nói rõ là khi nào tới quý 3 là từ, các bạn thấy được là từ tháng 7 đến tháng 9 à, Thì chúng ta không biết là khi nào Nhưng mà thường đã chia sẻ với các bạn rồi Mỗi lần mà Ethereum nói là 3 tháng nữa sẽ có The Merge Thì chúng ta phải cộng thêm 3 tháng nữa để chúng ta mới chắc ăn hơn Và hôm nay đó là thông tin là sẽ bị trì hoãn cho đến quý 3 của năm nay Ngày nào thì vẫn chưa chắc Họ nói là họ cần phải chắc chắn Cho nên các bạn đã biết là họ đã có một cái mạng lưới gọi là Shadow Fork mạng lưới này là mạng lưới theo thuận hiểu đó là đứng chính giữa giữa mạng lưới thương nghiệm và mạng lưới thật sự để cho họ tiếp tục kiểm tra trước khi mà bắt đầu nhưng mà đây là thông tin là họ sẽ có cái đầm merge khoảng chừng là quý 3 của năm nay từ tháng 7 đến tháng 9 tôi nghĩ là họ cũng nên nhanh đi tại vì cái sự cạnh tranh rất là rất cao bây giờ các bạn thấy được tuy là Ethereum vẫn là mạng lưới được ưu tiên nhưng mà nếu như mà họ cứ chậm chạp như vậy thì sẽ không ai chắc chắn được đâu nhưng mà có một người Thường nghĩ là sẽ rất là vui khi mà nghe thông tin này, đó chính là những cái thợ đào. Các bạn thấy được là cái biểu đồ này là biểu đồ uh, tốc độ đào trên mạng lưới của Ethereum thì vẫn tiếp tục tăng và đang ở cái mức cao kỷ lục luôn. Đây là tài liệu trong dòng nhiều năm qua, từ năm 16 cho đến bây giờ. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn vào ngắn hạn hơn là 3 năm qua thì vẫn tiếp tục tăng, càng ngày càng có nhiều máy đào trên mạng lưới của Ethereum. Một năm qua thì cũng tăng, 6 tháng qua thì cũng tăng, nhưng mà 3 tháng qua thì cũng tăng nhưng mà cái sự tăng trưởng nó đã chậm lại. Có nghĩa là những cái thợ đào đó thì họ không có tiếp tục uh, tăng thêm cái tốc độ đào nữa Nhưng mà mãi đến 3 tháng qua họ mới chậm lại Nhưng mà cái mức bây giờ thì vẫn không có suy giảm Các bạn thì là vẫn đang có mức cao kỷ lục ở thời điểm này Cho nên về việc là Ethereum trì hoãn đó Thì mình nghĩ là những thời đào đó trì hoãn càng lâu thì càng tốt Đối với họ tại vì họ muốn tiếp tục có thể đào Ethereum Còn một thông tin nữa tôi muốn chia sẻ là thông tin liên quan tới Cardano Thì có một cái bài được chia sẻ đó Bài này được chia sẻ bởi Crypto Globe thì Crypto Globe chia sẻ đó là hiện bây giờ dựa theo các dữ liệu thì cho thấy được là khoảng chừng 82% của tất cả địa chỉ ví Cardano bây giờ đã đang lỗ và thông tin cho thấy đó là chỉ có 11% của Cardano token holder là những người mà lưu trữ dài hạn như là lưu trữ hơn một năm mà thôi Mặc dù là các bạn thấy giá đó đi xuống từ 3 đô la cho đến thời điểm bây giờ là khoảng 1 đô la thì 82% lỗ thì con số này cũng là cao nhưng mà một tài liệu khác các bạn phải nhìn chung, đó chính là tài liệu mà thường đã chia sẻ ngày hôm qua liên quan đến là tuy là nhiều địa chỉ ví bây giờ đang lỗ nhưng mà ngược lại các bạn lại thấy cái sự tăng trưởng đột ngột của những địa chỉ ví cá voi, có nghĩa là những địa chỉ ví mà lưu trữ hơn 10 triệu ADA hiện tại tăng rất là nhiều chúng ta cũng đã thấy rồi đây là một dấu hiệu là Cardano có thể đang được tích lũy bởi nhiều cá voi và cuối cùng là thông tin về không phải là về Jack Dorsey mà Jack Dorsey trước đây là CEO của công ty Twitter đó thì cái Twitter đầu tiên của Jack Dorsey đó là cái Twitter này và cái hình này đã được chụp lại và bán đấu giá bởi NFT thì cái số tiền mà bán nó cuối cùng là có một người người này đã trả là 2,9 triệu đô la năm ngoái để mà mua cái NFT của cái Twitter này người này đó thì cũng dính vào một số những cái scandal của một cái dự án mà thường cũng không có rành đắm đó chính là cái dự án có tên là Bridge Oracle và Cryptoland những à, dự án này thì cũng đã bị sập rồi Nhưng mà cũng không có làm như dự này Nhưng mà người này thì như là cũng đã vào tù Và mới vừa ra tù thì người này là người mà mua lại cái thuyết này của Jack Dorsey là 2,9 triệu Thì bây giờ ra tù rồi thì muốn đấu giá Và để cái giá bán cũng rất là cao luôn Người này để cái giá bán đó là 48 triệu đô la Các bạn có biết là cuối cùng là cái người mà đấu giá đó cao nhất là bao nhiêu hay không Chỉ có 280 đô mà thôi các bạn thấy được là các bạn tham gia vào NFT thì cũng phải cẩn thận tại vì những cái NFT đó thực sự khó, rất là khó để mà đón giá cho nên các bạn có thể bỏ rất nhiều tiền để mà mua cái NFT và nhiều người đó lúc đó vẫn nghĩ là bỏ 2,9 triệu mua lại cái NFT đầu tiên của Jack Dorsey là cái tweet đầu tiên của ông ta ở Twitter và cũng là một người mà thử nghiệm mạng lưới của Ethereum đơn đầu tiên thì cái tweet này NFT rất đáng giá 2,9 triệu có thể là sau này bán lại được nhiều hơn nhưng mà không phải đâu các bạn. Hầu như là không còn ai quan tâm đến cái thuyết này nữa. Và đây là những cái thông tin mà thằng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay cũng rất nhiều thông tin rải rác thường cố gắng để mà gom lại và chia sẻ với các bạn một cách nó logic hơn. Hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay là Coin 98 Super App. Đây là ứng dụng tiền mã hóa đa năng hàng đầu thị trường. Chỉ với một ứng dụng Coin 98 bạn có thể trải nghiệm các tiện ích DeFi khác nhau như lưu trữ hơn 10.000 đồng tiền mã hóa qua cái ví mô thời trang hiển thị các bộ sưu tập NFT yêu thích, giao dịch crypto trực tiếp trên app qua chức năng swap và tích lũy điểm thưởng X và truy cập hàng ngàn đạp khác nhau một cách tiện lợi. Hãy tải ứng dụng Coin 98 ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu trên màn hình để ủng hộ kênh Đồng thời bạn cũng sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt từ các chương trình của Coi 98 một lần nữa Thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Như mà nào mà con thú đó muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital Thì các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Binance các bạn có thể được giảm tới 20% cái phí giao dịch khi mà các bạn tham gia thông qua liên của Thuận Capital cũng như là các bạn có thể nhận được giảm 10% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là sàn Bybit được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên và có thể nhận được những cái bonus đến từ Bybit, SnapX, Asaniex, KuCoin vân vân. Và những bên nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu sàn Binance US hay là Coinbase Và các bạn cũng có thể tìm hiểu những ứng dụng landing để mà lấy lại hàng tháng đến từ những cái ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi và đương nhiên tiếp tục hoàn ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain mà gì bạn cũng đã biết tất cả những thông tin chi tiết đều nằm bên dưới cái video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn